Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Trong lúc cả nhà đang dọn dẹp chuẩn bị cho ngày cưới, thì người mẹ bất ngờ nhận được thông tin con trai mình, đồng thời cũng là chú rể trong ngày cưới, đã chết cháy trong khách sạn. Liệu nguyên nhân chi tiết của vụ việc thương tâm này là gì? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Một nỗi đau quá lớn đã khiến cha cả ấp Lào Táo Trung, xã Trung Lập, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh chìm trong tang thương. Suốt đêm, người dân trong ấp đã thức trắng chờ thi thể chàng trai tội nghiệp vì phút giây nghĩ quẩn tự hại đời mình được đưa về. Còn cô dâu nhận vàng cưới, sính lễ của nhà chồng chỉ biết nức nở khi chiếc váy trắng tinh khôi còn chưa kịp mặc đã phải thay thế bằng chiếc áo tàng đẫm nước mắt. Tìm hiểu về sự việc đau lòng này, phóng viên cho biết chàng sinh viên Ngô Vĩnh Quang, chính thủ phạm cũng là nạn nhân trong vụ việc, giờ đã vĩnh viễn ra đi trong sự hối tiếc của bà con chòm xóm. Ở ấp Lào Táo Trung, cờ đại tang vẫn treo rũ nơi đầu ngõ. Khi phóng viên hỏi đường tìm đến nhà của chú rể ngắn số kia, một người dân sống trong làng cho biết: "Tội nghiệp lắm cô chú ạ, thằng Quang nó ngoan hiền, học giỏi mà dại dột. Ai ngờ đâu nó lại tự hại mạng mình chỉ một ngày trước khi cưới vợ." Khi nghe những lời kể kỳ lạ từ người hàng xóm, những người làm báo đều lặng người. Đến gần nhà nạn nhân, bầu không khí tang thương như tăng lên bội phần. Khi cách đó chẳng xa, những người thân trong gia đình còn đang phải thay nhau tháo gỡ những chữ song hỷ dán hôm trước phục vụ cho lễ cưới. Bà Nguyễn Thị Tho, mẹ của Quang, khi nghe tin có nhà báo đến hỏi thăm, liền khóc nấc lên kể: "Tôi nào biết sự thể ra sao mà đến nông nỗi này, chỉ nghe người ta nói lại. Hôm đó trên đường đi làm về, thằng Quang vào thuê phòng tại khách sạn Mỹ Anh, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, rồi đóng cửa tẩm xăng tự thiêu mình. Lúc đó nhân viên khách sạn phát hiện khói đen bèn gõ cửa, nhưng Quang đã chốt bên trong. Nhân viên khách sạn nhanh chóng gọi người hỗ trợ. Đến khi cánh cửa được phá ra, nạn nhân mới được đưa đi cấp cứu thì quá muộn. Anh Quang tử vong sau đó không lâu." Tin tức nhanh chóng lan truyền về xóm làng nơi anh sinh sống, khiến cả gia đình làng xóm bàng hoàng. Không một ai ngờ nổi, anh lại làm điều dại dột đó ngay trước ngày hạnh phúc trọng đại của đời mình. Có mặt trong tang lễ, bà Thiều, người bạn thân sống bên cạnh nhà bà Tho, tặc lưỡi bảo: "Bình thường, thằng Quang là đứa ngoan lắm, chẳng mấy khi làm mẹ buồn lòng. Hôm nghe tin nó gặp nạn trên Sài Gòn, tôi cũng có mặt vì bà Tho nhờ sang giúp việc bếp núc chuẩn bị đám cưới. Tôi còn nhớ hôm xảy ra sự việc, Quang có gọi điện về cho mẹ 3 lần, nhưng bà Tho đều không bắt máy vì bận công việc đằng sau nhà. Mãi đến đầu chiều, không thấy con về, bà Tho còn đi lên nhà trên và gọi điện lại, thì Quang bảo: Con về liền mẹ à, mẹ chờ con nha, mẹ đừng có mua cái gì hết. Hoa cưới con mua sẵn hết rồi, còn những món khác thiếu thì con về chở mẹ đi mua sau." Trước khi cúp máy, bà Tho còn dặn đi dặn lại Quang nhớ tranh thủ về sớm, đừng có đi đâu nữa. Lặng người vì thương cảm, bà Thiều khẽ lấy tay quệt nước mắt trước khi kể đến đoạn bi thương. Gần cuối buổi chiều, thấy trong người mệt mỏi, bà Tho mới vào nhà nằm ngã lưng một chút. Từ ngoài sân chúng tôi nhìn thấy bà Tho bắt máy gọi lại cho Quang, nhưng từ đầu dây bên kia giọng một thanh niên lạ bắt máy. Thấy lạ, bà Tho bèn hỏi: "Anh là ai mà sao anh bắt máy của thằng Quang nhà tôi?" Bên kia đầu dây, người đàn ông trả lời: "Tôi là công an hình sự, còn cô là ai?" Bà Tho nghe vậy thì giật nảy mình: "Tôi là mẹ của thằng Quang, chủ cái máy điện thoại anh đang nghe." Người cảnh sát nghe vậy thì hối thúc: "Cô lên đây gấp đi, con trai cô đang bị thương nặng lắm." Bà Tho nghe được tin này thì ngã xuống ngay lập tức, lặng tiếng mà bò lết ra chỗ chồng mình đang nằm võng ngoài hiên. Rồi bà ấy thẳng thốt kêu hết anh chị em trong nhà lên Sài Gòn coi con trai mình ra sao. Đến 2 giờ sáng ngày 28 tháng 4, thi thể của Quang mới được đưa về tới nhà. Trong cái đêm đau thương đó, gần như cả ấp Lào Táo Trung thức trắng, chia sẻ nỗi đau thương với gia đình bà Tho. Chứng kiến thi thể con trai đen kịt, co rúm lại như người bị trói, người mẹ tội nghiệp khóc rú lên rồi ngất lịm. Bà Thiều nghẹn giọng kể: "Lúc ấy bà Tho thương con quá nên người như mê sảng, bà ấy gọi Quang về rồi trách nó sao nói đi chút về liền mà rồi trở lại thế này. Ngày vu quy của một gia đình, thế là biến thành ngày đại tang đau xót thế này. Chúng tôi hàng xóm cũng cầm lòng không đặng." Trong đám tang của chàng thanh niên xấu số, một người họ hàng tâm sự với chúng tôi: "Thằng Quang và vợ sắp cưới thương yêu nhau lắm. Mới bữa trước xuống nhà quấn quýt bên nhau đổ bánh xèo ăn, đứa thì nhặt rau, đứa thì rửa rau, cười đùa vui lắm kìa. Mà bây giờ chuyện xảy ra bất ngờ quá. Ban đầu chẳng ai tin đó là sự thật cả. Nghe nói trước ngày cưới, nó còn chở bà Tho đi chọn mua cho vợ sắp cưới rất nhiều thứ chuẩn bị cho cuộc sống sau này." Chúng tôi hỏi, vậy thì tại sao cận kề ngày hạnh phúc, Hoàng lại làm điều dại dột, tẩm xăng tự thiêu kết liễu cuộc đời mình? Người họ hàng nghe xong chật lưỡi bảo, vốn dĩ bà Tho và ông Hai Sơn là gia đình rất hạnh phúc. Họ có 4 người con sống rất chan hòa với mọi người. Cha mẹ và con cái cũng hết mực yêu thương nhau. Trong số anh em, Quang là con thứ ba, học giỏi lại ngoan hiền, rất được lòng mẹ nên được cưng chiều hơn anh em khác. Chuẩn bị cho lễ cưới của nó, hai ông bà còn cho tiền đi mua sính lễ như đôi bông, vòng, nhẫn, hết gần 80 triệu lận. Chuyện đau lòng xảy ra ngay trước ngày vu quy thế này, nghe đâu cũng chỉ vì thằng Quang mâu thuẫn với vợ sắp cưới mà nghĩ quẩn. Được biết, hôm phát quan cho tang, người vợ sắp cưới của anh ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cũng đến nhà chồng tương lai xin chịu tang. Hôm đó, cô vật vã than khóc, luôn miệng nói là do lỗi của mình nên Quang mới tự vẫn. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, gia đình mình có bới lông tìm vết thì cũng chẳng làm Quang sống lại được. Bà Tho chắc nghĩ thế nên cũng chẳng hờn trách gì nàng dâu tương lai. Không những không gặn hỏi chuyện mâu thuẫn của hai đứa, bà còn mang rất nhiều đồ cưới mà Quang đã mua trước đó cho con dâu, đồng thời đeo vào người cô bông tai, vòng, nhẫn vàng. Người họ hàng kể lại, chứng kiến cảnh tượng đó nhiều người thắc mắc hỏi bà Tho. Người mẹ tội nghiệp nước mắt ngắn dài đáp lời, dù gì thì đáng lẽ ra nó cũng chính thức làm vợ thằng Quang rồi, chỉ thiếu cái đám cưới thông báo tiếp đãi với họ hàng bạn bè thôi. Giờ Quang nói như vậy, ắt hẳn dưới chính suối nó cũng thầm mong được một lần lấy vợ, nên tôi mang đồ nó sắm ra tặng vợ tương lai của nó thì có gì sai, coi như tôi cho nó chan hòa nỗi đau này và hạnh phúc trông chờ đã lâu. Giờ có trách khứ như thế nào thì con trai bà cũng chẳng thể nào sống lại. Với lại, câu chuyện chỉ nên được nghe từ hai phía thì mới chính xác. Giờ mọi thứ cũng đã lỡ làng, con trai bà lại càng không thể sống lại. Những lời nói và cử chỉ bao dung của người mẹ ấy cứ ám ảnh những người đến đưa tang. Cái chết của Quang dù với nguyên nhân gì cũng là bài học lớn cho các bạn trẻ vừa bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Sự thật này quá cay nghiệt đối với một người phụ nữ hết lòng vì gia đình, chồng con như bà Tho. Phải chi Quang có thể chậm lại một chút, suy nghĩ sâu xa hơn, có uẩn khúc gì thì cứ mạnh dạn chia sẻ với gia đình, thì có lẽ cái cảnh tượng kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh đã không diễn ra. Phần đời còn lại, những người thân của Quang sẽ phải sống thế nào khi người con, người chồng sắp cưới, người anh em của mình đã mãi mãi xa rời cuộc đời. Khi bạn mệt mỏi, bế tắc hay gặp những khúc mắc trong cuộc sống, điều đầu tiên hãy luôn tin rằng vẫn còn người thân chúng ta luôn đứng về chúng ta. Tiếp theo là vụ việc thầy cúng cưỡng hiếp cô gái 21 tuổi ngay tại nhà. Chi tiết ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 6 tháng 12, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án cưỡng dâm liên quan đến việc thầy cúng Văn Đức Liên, 51 tuổi, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, làm chị Lý Thị Toán, 21 tuổi, mang thai. Công an điều tra cho biết Liên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai, Liên khai đi học đạo Nam Ôn từ nhiều năm trước và sau đó hành nghề thầy cúng, mê tín dị đoan tại địa phương. Từ đó đến nay, để hù dọa người nhẹ dạ cả tin, yếu bóng vía, Liên dùng các tập vở ghi chép các câu kinh, chú và vẽ các hình bùa phép. Sau đó, Liên chuẩn bị một con dao gọi là dao lệnh, tự đặt thợ là một con dấu mực đỏ in hình một người ngồi khoanh gối lại gọi là ấn, mua thêm một chuỗi hạt. Tất cả các thứ này được đặt cạnh bàn thờ ở trong nhà và gọi khu vực này là điện cúng. Thầy Liên thường xuyên nhận các duyên âm đối với người cho rằng mình có người âm đi theo. Đối với nam giới, Liên sẽ niệm kinh chú để người âm nhập vào người, lên đồn rồi bắt mạch, phán bệnh, vẽ bùa chú, đốt bỏ vào một chai nước cho người bệnh uống. Ngoài ra, người bệnh còn được Liên vẽ một tấm bùa và bắt mang theo người. Trong khi đó, đối với phụ nữ, Liên cũng thực hiện các công đoạn giống đàn ông nhưng có thêm việc đánh dao lệnh lên người làm phép. Đặc biệt, các bệnh nhân nữ nhờ Liên bắt ma đều phải cởi bỏ áo quần hoàn toàn để Liên xoa thuốc lên người và làm phép. Bằng phương thức trên, khi chị Toán đến nhờ các duyên âm vì nghĩ có người âm đi theo, Liên đã lợi dụng để quan hệ tình dục khiến người này mang thai. Cơ quan điều tra cho biết hiện đang mở rộng vụ việc, thông báo để tìm kiếm thêm các nạn nhân của thầy Liên nếu có. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ PIN NEWS các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!